Người thân tiết lộ cuộc sống thực sự của ông Hoàng Cải Lương Vũ Linh nói rõ tình hình tài chính. Vừa qua, cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có tiết lộ đáng chú ý về tình hình sức khỏe lẫn cuộc sống hiện tại của ông. Ở tuổi 70, nam nghệ sĩ đã không còn đi diễn nhiều như trước. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là tượng đài của cải lương Việt Nam, không phải ngẫu nhiên mà ông được mệnh danh chính là ông Hoàng của thể loại này. Dù đã nhiều tuổi, cải lương lại ngày càng có thêm nhiều tài năng mới, nhưng Vũ Linh vẫn luôn là cái tên đặc biệt nhất được rất nhiều người yêu mến. Mới đây, nghệ sĩ Hồng Phượng, cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh đã có những tiết lộ về sức khỏe và cuộc sống của cậu mình nhằm giải đáp thắc mắc của khán giả. Chia sẻ với Thanh Niên, Hồng Phượng cho biết trước dịch, Vũ Linh vẫn tham gia một số show, tuy nhiên dịch bùng lên khiến ông phải dừng lại. Hiện tại, dù tình hình ổn hơn, nhưng nam nghệ sĩ vẫn chọn lọc chứ không tham gia tràn lan. Trước nhiều tin đồn thất thiệt, Hồng Phượng khẳng định thêm, dù không đi diễn nhiều như trước nhưng tài chính của Vũ Linh vẫn ổn. Nam nghệ sĩ có nhà cửa đàng hoàng, không sống chật vật như một số người nghĩ. Đáng chú ý, Hồng Phượng tiết lộ cô hiện tại đã dọn về ở cùng cậu nên cũng tiện để chăm sóc. Chia sẻ thêm, Hồng Phượng cho biết Vũ Linh không dùng mạng xã hội, có hai kênh YouTube được lập ra để cô và trợ lý quay lại hình ảnh của ông Hoàng Cải Lương rồi đăng lên cho khán giả được biết mà thôi. Trên đó thường chia sẻ những video Vũ Linh nói chuyện nghề, tâm sự về cuộc sống. Cũng nhờ không dùng mạng xã hội mà nam nghệ sĩ không phải đối diện với những lời lẽ không hay từ cư dân mạng. Cháu gái Vũ Linh tâm sự, nhiều khán giả bây giờ khi thương thì nói những lời tình cảm vô cùng, nhưng tới khi có vấn đề gì cảm thấy không hài lòng thì họ quay lại chửi, dùng những từ ngữ mà mình không thể nào chấp nhận được. Cơ bản nghệ sĩ người ta rất dễ bị tổn thương, may mắn là cậu tôi không tham gia mạng xã hội, trên tinh thần cậu rất thoải mái, không bị mấy vấn đề đó làm cậu buồn.